quý vị và các bạn, mở đầu phần tin trong nước hôm nay là thông tin về việc Bộ Y tế vừa có văn bản đề xuất chính phủ ban hành nghị quyết về việc công nhận 7 loại giấy tờ để cơ quan bảo hiểm xã hội có căn cứ làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc COVID-19. Theo quy định hiện hành, việc cấp giấy chứng nhận này do các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện, trong khi đa số người lao động điều trị COVID-19 tại nhà chỉ được chính quyền địa phương hoặc trạm y tế xã cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly, nên các giấy tờ này không đạt tiêu chuẩn để làm cơ sở đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội trong trường hợp Bộ Y tế đề xuất Chính phủ giao thẩm quyền cho Bộ trưởng Bộ Y tế được phép công nhận các loại giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thì bảo hiểm xã hội sẵn sàng rút gọn quy trình và chuẩn bị nguồn kinh phí nhân lực để tiếp nhận và giải quyết sớm nhất chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động mắc Covid-19 cũng liên quan đến việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với f không điều trị tại nhà Thành phố Hà Nội là địa phương đầu tiên đã ban hành văn bản hướng dẫn các thủ tục hành chính quản lý người mắc COVID-19 tại nhà nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc xác nhận, cấp giấy hưởng bảo hiểm xã hội. Theo đó, thủ tục hành chính quản lý người mắc COVID-19 gồm quyết định cách ly, kết thúc cách ly, xác nhận khỏi bệnh, cấp giấy nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội. Các cơ quan liên quan sẽ tiến hành cấp các loại giấy tờ trên theo 3 bước. Bước 1: xác định người mắc COVID-19. Bước 2: quyết định cách ly, quản lý theo dõi người mắc COVID-19 tại nhà. Bước 3, xác nhận khỏi bệnh và hoàn thành cách ly. Quy trình 3 bước này được tiến hành chặt chẽ, phân cấp do Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Phường Thị Trấn ban hành quyết định và đều được cập nhật thông tin lên phần mềm quản lý F0. Thưa quý vị và các bạn, có một câu hỏi mà nhiều người dân băn khoăn là tại sao cùng mắc COVID-19 một thời điểm nhưng có người chỉ vài ngày sau là âm tính, nhưng có người 15 ngày, thậm chí lâu hơn, vẫn dương tính. Các chuyên gia cho rằng thông thường người mắc COVID-19 sẽ âm tính trong khoảng 1-2 tuần từ khi nhiễm bệnh. Nhưng nếu thời gian dương tính kéo dài, trong khi cơ thể không có dấu hiệu trở nặng thì cũng không nên quá lo lắng mà cần tiếp tục theo dõi sức khỏe. Người dương tính kéo dài có thể do sức khỏe đề kháng yếu và quá trình điều trị không thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh mũi họng hay bổ sung dinh dưỡng nâng cao sức khỏe. Ngoài ra khả năng đào thải virus của mỗi người cũng khác nhau nên có hiện tượng hai người cùng mắc bệnh một thời điểm nhưng có người âm tính trước có người sau. Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Điện Biên, một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia với số lượng lớn chất ma túy vừa bị triệt phá. Lực lượng chức năng đã bắt hai đối tượng và thu giữ 180.000 viên ma túy tổng hợp với trọng lượng khoảng 16,7 kg. Qua đầu tranh khai thác hai đối tượng bị bắt giữ là Li A Công sinh năm 2002, trú tại xã Nong U và Giàng A Bông sinh năm 2003, trú tại xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên với giá 70 triệu đồng. Mở rộng chuyên án lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ hai đối tượng khác cùng chú xã Núa Ngam, huyện Điện Biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ 48.000 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng khoảng 4,8 kg. Thưa quý vị và các bạn, tại xã Thanh Dương, huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An, có một khu chợ rất đặc biệt, không bán hàng hóa bình thường, mà sản phẩm ở đây lại là lúa non. Cây lúa non được tỉa khỏi ruộng, bó thành từng nắm, bán với giá 10 đến 13 ngàn đồng một bó. Chợ bán mặt hàng đặc biệt này họp tự phát nhưng rất đông người mua người bán. Người dân ở xã Thanh Dương có truyền thống cây lúa rất dày để phòng khi lúa bị ốc bưa vàng cắn hay lúa bị chết rét thì có cây lúa non để cấy bổ sung. Trước đây mạ thừa thường được làm thức ăn cho châu bò nhưng nay họ mang ra chợ bán để kiếm thêm thu nhập để cải thiện đời sống. Phần cuối của bản tin trong nước hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu mô hình nuôi rắn di voi sinh sản của gia đình ông Trương Thành Ngôn tại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Rắn ri voi hay còn gọi là rắn bồng voi, được nuôi phổ biến để lấy thịt. Khác với trại rắn của nhiều người, ông Trương Thành Ngôn lại tận dụng sân thượng của căn nhà ba tầng để xây bể kính nuôi rắn. Với diện tích sân thượng 60m2, ông Ngôn bố trí được 100 bể kính, sức chứa hơn 2.000 con rắn. Rắn con được 15 ngày tuổi có thể xuất bán giá 80.000 đồng một con. Riêng rắn từ 1 tháng tuổi giá bán 100.000 đồng một con. Bên cạnh bán rắn giống, ông Ngôn còn cung cấp rắn ri voi thương phẩm, rắn có trọng lượng 1-1,2 kg, giá bán từ 750-800.000 đồng một kg.